đón chào tất cả quý vị đang đến với game show Nghệ sĩ thứ tài B336. Và Rapper và Emily xin hân hoan chào đón tất cả mọi người đến với những câu hỏi rất là thú vị, bổ ích và cực kỳ hấp dẫn, sẽ tạo cơ hội cho đội khách mời kiếm được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng sau khi kết thúc hai phòng thi đấu, đó chính là đấu trường âm nhạc và đấu trường kiến thức. Cha cha cha, nhưng mà không biết khách mời ngày hôm nay sẽ là cặp nam nữ nghệ sĩ nào đây? Em ơi, tháng bảy mưa ngâu có cầu ô thước, trên dải ngân hà chức nữ đang hồi ngộ ngu lang sau nhiều năm dài xa cách. Ngọt chưa? Ghê chưa? Em nào thử, đối lại thử xem nào. Nghe nói người dân quê tôi qua năm dầm mưa dài nắng, thương quá Sóc Trăng ơi, hương lú ngọn ân tình. Ai vậy? Ai hát vậy? Và đó chính là Bảo Cun. Xin chào Bảo Cun. Mẹ ơi, con gái 12 bên biết bên nào trong biết sông nào đục, biết rủi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Xuất sắc cho câu rap vừa rồi đáp trả lại giọng. Câu rap hả? Cái gì? Hồi mới hát rap đúng không? Rap mà. Em hát đúng không? Em nãy là em mới cải lương, còn này là rap mà. Không, em hát cải lương anh ơi. Ồ. Em hát cải lương à? Em hát cải lương hay không? Hay, hay. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Lê Lộc và Bảo Cun. Hãy đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên đấu trường âm nhạc. Trở lại với vòng 1 được mang tên đấu trường âm nhạc. Tôi thích cái phần này, tôi phấn khích lắm. Chúng ta sẽ có 20 đoạn nhạc, cố gắng bấm chuông thật nhanh để giành lấy quyền trả lời. Đội nào giành chiến thắng ở vòng thi đấu đấu trường âm nhạc sẽ được cộng thêm 2 điểm cho mỗi thí sinh ở vòng thi đấu thứ hai. Và bây giờ là bài hát đầu tiên. Trời ơi, cái gì vậy? Rõ ràng là B336 có rất nhiều kinh nghiệm. Là á, cái là khách mời ở giật mình khi tự nhiên cái tay bắn khỏi cái chuông khỏi bấm luôn. Nào, tín hiệu đến từ Hannah. Em thưa anh là bài Anh Cứ Đi Đi của Harry Won, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Và bây giờ là bài hát tiếp theo. Trời, chưa nghe nhạc bấm đại gì đó. Nhưng mà được nhắc. Anh đang suy nghĩ nè. Nó mới có 3 chữ đầu em bấm rồi. Em bấm em giành quyền nữa chứ. 4, 3, 2, 1, bất lượt. Xin mời Hailey. Đây là bài Why Not Me. Why Not Me, chính xác. Thấy chưa? Em dành cho anh. Cho nghe 2-3 chữ nữa đi. Này quen rồi. Rồi, xin mời Winner. Trời ơi. Tình về nơi đâu ạ? Đúng xác, quen. Tình về nơi đâu? Where do we go? Bây giờ em có nhiệm vụ em bấm thôi, còn anh trả lời nhau. Biết rồi, biết chưa? Rồi, bài hát này có 7 chữ. La la la. 5 4 3 2 1 Bấm đi. Rồi, xin mời Duyên em. Bài này thì em nghe rất là nhiều rồi nhưng mà không nhớ tựa. Nhưng mà nãy giờ em cứ nghe có cái câu mà I can't get you out of my head. Cho nên em đoán là I can't get you out of my head. Chính xác. Hãy tăng sáng tâm hồn, cháy lên trong tim. Ba hả? Yeah. Đúng chúng ta rồi, được 1 điểm rồi đây Lộc. May là nhạc còn chạy thêm một vài giây. Lộc từ sau ra trước. Lộc ơi, lớp 1 quá có đi học. Để bản này em muốn lận, em lận. Một tấm lận, một tấm đâu anh. Nào, bài tiếp theo. Yêu nhau như bướm say. Tín hiệu ở Lê Lộc. Nào, nữ hoàng Bolero. Hãy trả lời đi, bài hát này tên gì? Em lỡ bấm rồi hả? Ủa, nhường đi, lỡ đi, nghẽ gì nữa em. Năm. Bài này nó giống yêu nhau sao tình xa vạn lý. Nhưng mà không phải. Hai. Một. Hết thời gian.
Phương Tuyền. Chuyện ba mùa mưa. Đúng rồi. Chính xác. Dạ bài này là bài số nhỏ của nhóm Lippy ạ. Em hồi nãy rõ ràng là mình bài này dành cho anh đấy, anh bảo ạ. Ok Lippy ha. Ok Lippy. Ok Lippy mà không nói được. Xin mời các khúc tiếp theo. Có buồn đấy. Chống vắng đúng không? Chống vắng. Ủa vậy ai bấm? Dạ em một lần. Không bảo nữa. Cái gì vậy? Cái này em trả lời mà. Ê mình không. mình chung lớp mà. Ôi thì tôi sáng não luôn trời. Ê mà gì vậy? Mời Lê Lộc. Cái gì vậy? Chưa cho nghe nhạc đi. Cái gì mà super vậy ba tôi biết rồi. Ơ ba ai biết thôi. Cho nghe nhạc cái hả? Không anh biết rồi. Thôi. Chưa có nghe rồi mày bấm mày bấm. Chưa có nghe nhạc thì sao mình đáng được? Ai chưa bấm vậy? Chú Lê taxi. Hả? Không, cái này tiếng Pháp khó đọc lắm. Đúng rồi. Lê taxi. Chú Lê taxi. Nào nó đang chớp kìa. Ai mà tắt. Nào Kenzi. Rồi nhuốc tóc rồi. Được rồi. 5 4 3 Nghe nhạc lại hả? Bấm nghe nhạc lại nha. Bất lực. Bon thằng anh. Đắk Rông mùa xuân về. Đắk Rông mùa xuân về. Còn có câu đâu đầu nữa. Chưa chính xác. Tới bài hát đầy đủ là sông Đắk Rông mùa xuân về. Và bây giờ sẽ là một ca khúc còn lạ hơn nữa, khó hơn nữa. Nào cùng lắng nghe nào. Hana, bài này dễ lắm mà nhắc thì kỳ lắm. 3, 2, 1 bất lực. Bài này là bài Ghen của chị Min và anh ơi. Ghen. Em có tuổi thơ không? Nè, chắc chắn anh. Trường chúng em là trường mầm non. Chúc mừng các bạn trở lại, các bạn có quyền trả lời. Sai rồi. Ủa sai một chữ hay là thiếu ạ? Sai, tự nhiên đi hỏi ai bây giờ. Sai. Trời ơi anh hiếp mấy em nó quá. Chúng em là trường mẫu giáo. Chưa chính xác. Đáp án chính xác là trường chúng cháu. Mầm non. Hồi nãy em lấy rồi. Hồi sáng tới bây giờ kêu thầm tiên. Cháu bây giờ sai rồi cái gì? Xin mời Lê Lộc. Cái gì vậy? đại đi. Con cái gì ở đây? Cơn mưa. Cơn mưa dữ dằn. Rồi xin mời các lượt tiếp theo. Bao nhiêu yêu thương. Anh Bảo lòng cùng giấc mơ. Quina. Bài này là bài giải cứu thần chết ạ. Cảm ơn em đã đưa ra một manh mối dành cho các. Ê đúng nghe không mấy để tôi bấm đi. Rồi bảo. Mời Bảo Quân. Giấc mơ dịu dàng. Sai luôn. Đáp án chúng tôi là con đường em mơ. Ca khúc tiếp theo. Bài Lê Lộc. Beautiful girl. Rồi chưa đến chắc. Xin mời Winner. What makes you beautiful? What makes you beautiful? Bà beautiful girl. Beautiful girl. Nào ca khúc tiếp theo nào. Tín hiệu đến từ tia ấp đầu tiên. Trời em biết vậy mới để em á. Tôi không ngờ. Năm, bốn, mưa trên biển vàng á. Đúng chính xác. Dạ cái đầu mà không chơi lại cái đó này. Xin mời bài hát tiếp theo. Này. Ý về mặt gì vậy? Rồi Hà Linh. Love to be loved by you. Chính xác. Mark Terenzi, một bài hát rất nổi tiếng. Dạ chưa có mở nhạc mà. Phải nghe lại đi. Lại gì? Chưa có nhạc mà sao nó bấm rồi. Ủa có Nguyện. Nguyện bấm nhạc. Ủa gì bấm rồi. Ủa nãy bà Quân cũng bấm vậy đó. Bà trả lời sai. Xin đó. Nè con Kenzi nè. Không cần nhạc bấm mà trả lời vẫn đúng nè. Kenzi. Nhắc đi. 3 2 1 Nghe lại đã. Nghe lại. Rồi nghe lại. Dạ bài này là bài góc phố chiều nay.
chưa chính xác. Giống bố dịu dàng. Chính xác. À, bạn em đội nhìn nhau nữa thôi. Cho nghe, cho nghe nhạc lại. 3, 2, 1 liệu quá trời. Nào xin nhạc lại nào. Survivor. Survivor. Rồi bài hát cuối cùng nào. Winner. Em thưa anh chị là bài này là bài Sing Me To Sleep. Chính xác. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã kết thúc được 20 đoạn nhạc rất là hấp dẫn, thú vị và kết quả như sau. Hiện tại thì đội khách mời của chúng ta, anh Bảo Quân 1 điểm, Lê Lộc được 4 điểm. Tổng số điểm của đội khách mời là 5 điểm. Chúc mừng đội khách mời. Còn riêng về đội chủ nhà, có Winner với 4 điểm là cao nhất. Tiếp theo, số điểm 2 đã thuộc về hai thành viên, đó chính là Hailey và Việt Thi. Như vậy, 4 cộng 2 bằng 6 điểm. Chúc mừng B336 thắng trận ở vòng thi đấu đầu tiên. Bây giờ mệt quá cho điểm. Mệt đúng không? Hãy giải lao với một vài hình ảnh quảng cáo.